Ừ, dạ vâng, shop An Thịnh này xin được chào toàn thể các bác ở thợ nuôi ong. Thì ở cái video ngày hôm nay thì shop em xin công khai tất cả những cái mặt hàng giá hiện nhà em đang bán. Cái sản phẩm thì em không giới thiệu nữa bởi vì em giới thiệu rất là nhiều rồi. Hôm nay em chỉ tập trung vào báo giá thôi. Thì các bác nào mà là thợ nuôi ong thì khi mà nghe đến tên sản phẩm là các bác sẽ hình dung được ra cái sản phẩm và kèm theo bảng báo giá bên nhà em sẽ làm chi tiết của ngày hôm nay nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ, có hai hình thức để đặt mua hàng bên em. Một là các bác điện thoại trực tiếp, số điện thoại thì em sẽ để ở bên phía góc trái của màn hình. Hai số điện thoại đó thì sẽ có anh chị em nhà em tư vấn cho. Cách thứ hai ý, là các bác hãy để lại số điện thoại của mình, số điện thoại giao dịch chính ý. Khi có thời gian rảnh bên em xem được, cập nhật được cái thông báo thì bên em cũng sẽ điện lại trực tiếp để tư vấn trực tiếp khi mà thời điểm các bác muốn mua hàng. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết vào đây về cái bảng giá để các bác thấy là bảng giá nó như nào nhé. Đây, em xin đọc này, dọa nhốt chúa nhựa là 5.000 đồng một chiếc, không bao ship, tức là không bao cước phí đấy. Dọa nhốt chúa bằng thép 5.000 hay gọi là 5K một chiếc, không bao ship. Chân tầng ong lội 7.500 đồng hay gọi là 7, ở đây em ghi là 7,5K một chiếc. 50 chiếc thì bên em sẽ bao ship. Đấy, chân tầng ong ngoại là 230k 1 kg. Cầu tạo chúa các bác nhé, để các bác làm chúa ấy, là 10k. Bình khói là 200k. Phấn cỏ kim 140, phấn hoa cà phê 115. Em xin mở ngoặc ở cái chỗ phấn này nhé. Phấn này là phấn tiêu chuẩn, phấn rất là khô, phấn hàng đẹp loại 1 ạ. Nhà em thì cơ bản là về phấn thì chủ yếu là bán gọi là cho các bác, một phần thì dùng cho ông ăn, một phần thì dùng để chế biến hoặc là ngâm với lại mật để cho người dùng đấy ạ. Cái tiếp theo nó là bột đậu là 35, dây căng cầu là 100, kim di trùng tạo chúa là 5K, đấy, lưới chắn chúa to là 30K, lưới chắn nhỏ chúa nhỏ là 5K, quản chúa là 10K. Đấy, những cái nó rất là nhỏ thôi, dao cắt sáp bên em bán là 100. Đấy, các bác cứ đối chứng với lại cái bảng giá này khi đặt mua hàng nhé. Áo liền mũ chống ong đốt của loại thường là 40K một chiếc, là bên em không bao cước. Mũ chống ong đốt cao bồi là 150, áo liền mũ là 160 bao cước. Đấy, cầu mà chưa căng ấy, loại 1 là bên em bán 7.000, cầu căng sẵn là 12.000, thùng nuôi ong lội là 160. Các loại thùng quay ở đây các bác hãy nhìn đây ạ, và đối chiếu các loại thùng quay 2 cầu 3 cầu đây ạ. Đây còn một số sản phẩm nữa ở phía bên này, em đã lật sang để các bác xem. Đây còn các cái cơ bản là các cái mẫu thùng quay thôi, và máng mỏ vịt là 5K, máng chăn ong loại 1 là 10K, máng chăn ong loại 2 là 12. Đấy, vừa rồi thì shop An Thịnh em vừa thông báo cái bảng giá. Đấy, nó cũng rất là hợp lý để các bác tham khảo trong tất cả các cái đơn vị bán hàng, các shop bán hàng vật tư ngành ong hiện là đang bán ở trên thị trường các kênh YouTube. Đấy, các bác nào yêu quý shop em và có nhu cầu mua thì ủng hộ shop em nhé. Đây, giá một lần nữa em quay lại từ đầu này để các bác có nhu cầu mua thì bác nhìn thấy bảng giá ở đây này ạ. Đấy, giá công khai nhé. Thế còn các bác cứ tham khảo thoải mái, thuận mua vừa bán các bác. Đấy, tuy nhiên là với cái bảng giá này thì em nghĩ là cũng rất hợp lý để các bác có thể lựa chọn mua được các sản phẩm bên em. Thế còn đây là cái cuốn sách hỏi đáp về kỹ thuật nuôi ong, thì bên em vẫn còn một số cuốn nữa, cũng gần hết rồi, trải qua một năm kinh doanh thì dùng để trao để tặng các bác thì bây giờ cũng còn khoảng độ vài trăm cuốn nữa thôi. Ở cái video này đấy em xin kết thúc rồi nhá, thì các bác mua thì ủng hộ bên em nha. Xin chào các bác.